Đêm ngày 28 tháng 5, Everton hạ Bournemouth 1-0 ở vòng 38 để nối dài thành tích chưa từng xuống hạng trong lịch sử Premier League. Phút 70, va chạm xảy ra giữa Jordan Pickford và Dominic Solanke trước khung thành của Everton. Hai cầu thủ người Anh ngay lập tức lao vào nhau với vẻ giận dữ, vụ ẩu đả còn có sự tham gia của nhiều cầu thủ khác như Yerry Mina, Adam Smith. Hậu quả, trọng tài đã rút liền 4 thẻ vàng để hạ nhiệt những cái đầu nóng. Kiefer Mo cũng xuất hiện trong đám đông nhưng anh chỉ cười, trong khi cầu thủ đôi bên xô xát. Một cổ động viên quá khích của Everton cũng lao xuống sân nhưng đã bị các nhân viên an ninh kịp thời ngăn chặn. Sau khi vụ xô xát được giải quyết, tổ y tế được gọi vào sân để điều trị chấn thương cho Pickford. Những sự cố liên tiếp khiến hiệp 2 trận đấu tại Goodison Park được bù giờ đến 10 phút. Siêu phẩm sút xa của Abdoulaye Doussour ở phút 57 trở thành khoảnh khắc định đoạt cuộc đua trụ hạng Premier League 2022-2023. Everton tự quyết định số phận bằng chiến thắng 1-0 trước Bournemouth, qua đó trực tiếp đẩy Leicester, Leeds theo chân Southampton xuống Championship. Doussour ghi bàn nhưng Pickford mới là người giúp Everton giữ lại 3 điểm. Thủ môn số 1 của tuyển Anh có màn trình diễn xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua. Một trong số đó là tình huống cản cú sút như búa bổ của Matheus Vina ở phút 90+5. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc cổ động viên tại Goodison Park tràn xuống sân để ăn mừng Everton trụ hạng. The Toffee có 36 điểm, hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Ban lãnh đạo câu lạc bộ vùng Merseyside đã có quyết định đúng đắn khi đặt niềm tin vào huấn luyện viên Son Dike. Everton tiếp tục là một trong số ít những đội trong nhóm sáng lập giải ngoại hạng Anh, bên cạnh Man United, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Chelsea chưa từng xuống hạng. Cổ động viên Everton kỳ vọng đội bóng con cưng sẽ cải thiện phong độ sau hai mùa liên tiếp ngụp lặn trong cuộc đua trụ hạng.